clip này được tài trợ bởi Thái Nguyễn Barbershop. Đây là một tiệm cắt tóc theo phong cách kết hợp giữa cắt tóc với motorcycle, với nón bảo hiểm và giày do người Việt Nam làm ra. Tôi không hiểu mấy cái đó có gì liên quan, nhưng mà cái đó không quan trọng, chuyện đó là của chủ quán ha. Các bạn chỉ cần biết là các bạn tới đây cắt tóc kiểu gì cũng được hết. Trên trời, dưới biển, kiểu cá heo, cá mập hay là chim ưng gì đều được hết, không quan trọng. Quan trọng là ở đây có lấy ráy tay theo cổ điển. Nếu bạn là một người hoài cổ với phong cách nằm trên lề đường, xong rồi các anh ta bắt tay bạn, ở đây cũng có luôn. Và quan trọng nữa là nếu mà bạn tới đây nói anh Dư Leo đẹp trai giới thiệu thì bạn sẽ được giảm giá cắt tóc 40%. Nghe chưa? 40% nữa. Chương trình kéo dài trong vòng 1 tháng từ khi clip này lên sóng. Nếu mà bạn nào tới mà quên một chữ trong 7 chữ anh Dư Leo đẹp trai giới thiệu thì cũng không sao cả. Tại vì tiệm này nghe Dư Leo đẹp trai hay Dư Leo gì rồi là tự động người ta giảm giá 40% rồi. Tới đi, mà chờ gì nữa. Ông bà của chúng ta có cái câu trong mặt mà bắt hình dong. Tôi thì tôi thấy cái câu đó nó không có chính xác lắm. Ít nhất cho tới khi người đó phải cỡ 30 mấy tuổi trở lên thì câu đó nó mới có thể đúng. Tại vì khoảng từ hồi còn nhỏ cho đến 20 mấy tuổi, mặt của một người nào đó nó được quy định bởi cái gen di truyền do ba mẹ của người đó. Người ta không thể nào mà thay đổi được ngoài trừ cái chuyện mà phẫu thuật thẩm mỹ hết trơn. Không có cách nào khác hết trơn đó. Mà các bạn để ý đi, mấy người mà coi tướng kiểu Việt Nam theo sách của Việt Nam á, hầu như những cái nào mà xấu kiểu như mắt hí, mũi nhỏ, miệng nhỏ, mà mắt xếp hay là gì tai nhỏ gì, toàn là chuyển qua người xấu không à. Thằng này hả là mắt dơi, mắt chuột, tai dơi, tai chuột, cho nên nó gian dảo lắm, đừng có chơi với nó. Tôi thấy cái đó là một cái cách nhìn nhận vô cùng sai lầm và rất là hời hợt. Chính xác là cái câu đó phải đi kèm với câu tâm sanh tướng. Mà cái ví dụ rõ ràng hiển nhiên nhất đó là ông Lý Quang Diệu. Hồi mà ông Lý Quang Diệu còn trẻ, các bạn nhìn cái hình của ổng đi, nhìn cái mặt của ổng kìa. Trời đất ơi là trời, mắt nhỏ, nhìn vô là ngay lập tức là mình thấy thằng này nó gian dảo dễ sợ ha. Nhưng mà nước Singapore được như bây giờ là nhờ ổng á. Và tới lúc ổng già cũng cái khuôn mặt đó, cũng những đường nét đó. Nhưng mà nhìn thấy là ổng rất là đẹp lão. Bởi vì đâu? Bởi vì tâm sanh tướng á mấy bạn. Khi người ta sống đàng hoàng, sống tốt, mọi cái điểm đẹp nó tự động nó thiền lên trên mặt hết. Các bạn ăn uống đàng hoàng, các bạn lo cho nước, lo cho dân thì tự động cái mặt của mấy bạn như vậy. Tại vì nếu mà các bạn sống theo kiểu mà các bạn chỉ lo cho bản thân mấy bạn ăn nhậu riết thì cái mặt của mấy bạn nó sẽ trở thành như những con heo vậy đó. Nó giống như là yêu quái ở trong phim Tây Du Ký vậy đó. Nhùng mà gì tao đó mày. Đơn giản vậy thôi. Hai câu đó phải đi liền với nhau. Nhưng mà cái clip này của tôi á, không có tập trung vô cái chuyện đó. Mà tôi muốn nói tới một vấn đề là chúng ta có cách nào mà đánh giá người nào đó, đánh giá mà kêu bằng mà lẹ làng, khi mà mình mới gặp người ta một khoảng một thời gian ngắn thôi. Hoặc là đánh giá người ta mà không phải hỏi người ta anh là người như thế nào không? Tại vì thường mà mình hỏi ai đó thì thường người ta, một là người ta sẽ khiêm tốn, người ta sẽ nói tôi cũng không được vậy, tôi không được kia. Hoặc là người ta sẽ quá tự cao, người ta nói tôi xịn lắm, tôi giỏi lắm. Chỉ có anh Dư Leo thôi là ảnh thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Trường hợp đó là mình không có cần, ngoại lệ rồi mình không cần phải nói ha. Nhưng mà hầu hết mọi người đều sẽ không nói đúng về bản thân của người ta. Bởi vì có nhiều lúc á, người ta sai, người ta xấu á, ta cũng không biết người ta xấu nữa. Phải chi có những cái cách nào đó để mà đánh giá một người nào đó mà không cần phải hỏi họ thì có đó. Trong cái clip này tôi sẽ chỉ cho các bạn những cái chi tiết đó, tuy nó nhỏ thôi nhưng mà nó lại nói lên rất nhiều về con người đó. Thì những cái chi tiết nhỏ đó là cái gì, coi clip rồi sẽ biết. Đầu tiên, cái dễ thấy nhất đó là cái ngôn ngữ hình thể của người ta. Cái ngôn ngữ hình thể á, nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái cách mà người ta nói chuyện. Nó nằm ở cái cách mà tay chân của người ta. Nếu mà bạn nào mà coi clip của tôi thì sẽ thường xuyên thấy tay của tôi á, nó không có nằm yên. Nó ít khi nào mà nó đang như nhau hoặc nó làm theo kiểu mà gieo đậu kiểu MC lắm. Đó là một trong những cái động tác mà thuộc dạng nói lên là cái sự mà bối rối không biết nói gì của một người. Thường khi mà người ta đang cái tay như vậy á, thì người ta cảm thấy bị khúc mắc. Người ta không biết giải thích như thế nào hết, cho nên lúc nào người ta cũng quay về cái trạng thái như vậy hết. Các bạn để ý, cái tay tôi nói chuyện á, lúc nào nó cũng theo kiểu nó rất là rộng mở, nó nói lên được nhiều thứ, tay chân quơ quào đủ kiểu hết. Đó cũng là cái mà làm cho phim Việt Nam nó dở. Các bạn để ý đi, phim Việt Nam á, diễn viên của mình á, toàn diễn bằng miệng, mở miệng. Anh yêu em, anh thương em,
em có biết không? Trong khi phim Mỹ á, các bạn thấy mà nó diễn, nó hầu như nó không nói, thậm chí nó nói một hai từ thôi. Nhưng mình tin nó hơn là tin diễn viên Việt Nam, là bởi vì nó có những cái hành động. Nó không nói yêu, nhào vô nó ôm phát, nó hung phát là mình biết yêu rồi. Hoặc là coi phim Nhật. Thôi, phim Nhật chúng ta có thể bỏ qua một bên đi. Nhưng mà về cơ bản thì cái body language, tức là ngôn ngữ cơ thể, nó rất là quan trọng. Nó chiếm phần lớn những cái mà chúng ta đang communicate, đang nói chuyện với mọi người. Giống như một người nói chuyện với mình mà nói là tôi đang lắng nghe anh đây. Và từ đầu tới cuối người ta cứ vậy. Là biết ngay người ta không có lắng nghe mấy bạn rồi. Hoàn toàn không có lắng nghe mấy bạn chút xíu nào. Còn cái tay của người ta mà người ta chắp tay lại trước ngực như vậy nè, là người ta đang thể hiện sự phòng thủ. Người mà lắng nghe bạn thực sự á, là người ta sẽ chồm tới. Hả? Sao? Đại loại vậy. Còn người mà nói chuyện với bạn mà cặp mắt là các bạn cũng biết là người ta đang nghi ngờ mình rồi đó. Các bạn có thể nghiên cứu thêm về những cái body language cho các bạn biết. Thì cái chuyện body language nó nói rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như khi các bạn ngồi kế một cô gái mà chân của cổ hướng về phía bạn thì có khả năng là cổ thích bạn. Còn chân của cổ mà banh rộng ra thì chắc chắn là cổ rất thích bạn rồi. Tại vì banh rộng ra thì ok, không cần tôi phải nói nữa đúng không? Còn chân của cổ mà để lên vai bạn thì chắc chắn khúc này là tôi không cần phải nói nữa. Bạn chỉ có chuyện gì là bạn cần làm là bạn phải làm thôi. Hiểu không? Nice. Body language vô cùng là quan trọng đó mấy bạn ạ. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai cũng không kém phần quan trọng đâu. Nó là gì? Cái thứ hai, đó là cái cách của cái người đó đối xử với những người kém may mắn hơn họ. Đó là cách người đó đối xử với những người có vị trí xã hội thấp hơn họ. Chẳng hạn như bạn đi ăn với một anh đẹp trai. Anh đó hả, ảnh rất là lịch sự, rất là ga lăng. Anh nói chuyện với bạn là anh lắng nghe bạn. Nói chung là anh vô cùng sweet, vô cùng dễ thương luôn. Nhưng khi anh nói chuyện với cái người hậu bàn, anh nói chuyện với cái người phục vụ thì ê, mày làm lẹ đấy mày. Thái độ kiểu gì vậy mày? Như là gì? Và khi anh nói chuyện với bạn thì khác hẳn, vô cùng dịu ngọt. Thì anh đó là một cái anh chó đẻ đó. Tại vì những người kiểu như vậy á, những người đó, người ta chỉ sống hời hợt bề ngoài thôi. Người ta đối xử tốt với bạn là bởi vì người ta cảm thấy người ta có thể lợi dụng, hoặc là người ta cảm thấy có lợi khi chơi với bạn. Còn đối với những người mà người ta coi rằng là thấp hơn họ, người ta sẽ không coi ra cái gì hết. Những người đó bây giờ có rất là nhiều. Và những người đó thường hay mở miệng nói cái câu này nè: tính tôi thẳng cho nên tôi vậy, tính tôi thẳng cho nên tôi mới nói vậy, tính tôi thẳng. Mấy bạn có để ý những người đó thẳng chỉ thẳng với những người có vị trí xã hội thấp hơn họ không? Chứ không bao giờ họ thẳng với những người cao hơn họ hết trơn đó. Không bao giờ dám nói thẳng ra những cái bất công trong xã hội này. Khác hẳn với anh gì Leo. Anh Leo thì khác. Các bạn cũng biết mà, anh Leo chuyện gì bất công là anh nói hết. Ngay trong những cái clip của anh á, trời, anh nói đủ thứ hết trơn á. Chẳng hạn như là cái chuyện mà hôm bữa mà anh nói về cái vụ mà đi ra ngoài Hội An để nói về cái công ty làm những cái món đồ từ rác á mấy bạn. Mặc dù nó không có liên quan gì tới bất công xã hội hết, nhưng mà anh thích nói lại. Tại vì cái anh mà giám đốc ở trong công ty đó, anh than hoài, anh nói sao Leo nói đủ kiểu về mấy clip cũ mà không bao giờ nói về clip của tôi hết. Thì các bạn thấy đó, tôi đối xử với bạn bè rất là dễ dàng, dịu dàng, dễ thương. Cho nên các bạn có chơi gì nếu mà không bấm subscribe, bấm donate cho cái sự dễ thương của anh Leo đi. Anh không sống như là những đứa chó đẻ. Quay lại với những cái người mà thẳng thẳng đó đi. Những người mà thẳng thực sự á, là họ sẽ lên tiếng trước mọi bất công xã hội. Họ lên tiếng, họ dũng cảm. Mặc dù cái sự lên tiếng của họ có thể dẫn tới khó khăn cho cả họ nữa, nhưng họ vẫn lên tiếng. Còn những đứa mà sầu quần á, những đứa mà hay mở miệng nó tao thẳng á, hầu hết những người đó là thượng đội hạ đạp. Tức là những người trên họ thì họ nịnh hót, còn mà dưới họ thì họ đạp. Và họ giấu sau cái câu là tính tôi thẳng cho nên tôi mới chửi vô mặt chị xa xả vậy đó. Những người đó là những người vô cùng hời hợt, giả tạo. Thấy mấy người kiểu vậy, chơi với họ có ngày bạn cũng sẽ trở thành một trong những nạn nhân của cái câu tính tao thẳng cho nên mày cút cho khuất mắt tao. Đó là một trong những cái mà bạn có thể nhìn cách họ đối xử với những người mà kém may mắn, nhìn cách họ đối xử với những người có địa vị xã hội thấp hơn họ, để xem họ là con người như thế nào. Đừng quên là clip này được tài trợ với tiệm cắt tóc Thái Nguyễn Barbershop ở số 300 Bắc Hải, quận 10. Các bạn nào tới đây nói em Di Leo đẹp trai giới thiệu thì sẽ được giảm giá 40% về giá cái đầu tóc của các bạn. Chương trình chỉ kéo dài trong vòng 1 tháng thì clip lại lên sóng thôi, cho nên các bạn tới cắt lẹ lẹ đi. À, không có tóc cũng tới cạo. Thái Nguyễn Barbershop, 300 Bắc Hải, quận 10. Kế tiếp, một trong những cái mà có thể nói cho các bạn rất nhiều về cái người mà đối diện với bạn, đó chính là ánh mắt của họ. Thường một người á, mà người ta có sự tự tin, người ta cảm thấy thoải mái, người ta sẽ nói chuyện với bạn và giữ eye contact với bạn.
tức là mắt người ta sẽ nhìn bạn trong quá trình nói chuyện. Phần lớn nha, không phải lúc nào cũng nhìn chồng chọc. Nhìn vậy mỏi mắt lắm mấy bạn ơi. Làm gì mà ngồi cứ nhìn thì lúc đó ngay cả bạn cũng không dám mà nhìn cái thằng kiểu như vậy nữa chứ đừng nói. Thật ra là cái eye contact nó nằm ở khoảng từ con mắt kéo tới cái miệng, ở trong khoảng này như vậy nè. Không phải ai cũng trong lúc nói chuyện người ta sẽ giữ eye contact hoài. Có những người cái bản tính người ta là nhút nhát thì người ta có thể nhìn mắt bạn chút xíu rồi người ta nhìn qua chỗ khác, có thể nhìn mắt bạn chút xíu nhìn qua chỗ khác. Nó không có nghĩa là người ta đang dối bạn hay là người ta đang giấu giếm chuyện gì với bạn, mà có thể là do người ta ngại thôi chứ cũng không có gì hết trơn hết á. Nhưng nó còn tùy thuộc vào cái chuyện mà bạn đã gặp người đó nhiều lần chưa, và còn tùy thuộc vào cái câu chuyện mà bạn nói với người đó. Thí dụ bạn hỏi người đó là ủa cái xe lúc nãy tôi đưa cho anh đi gửi bây giờ đâu rồi, mà người ta cứ đợi chút xíu nữa đem kiếm coi chắc nó nằm đâu đây nè, đó. Thì lúc đó bạn cần phải hỏi cho thì kỹ nghe chưa, tại vì cái ánh mắt đó nó mệt mỏi lắm. Tôi không cần phải nói các bạn cũng biết mà, đúng không? Khi mà mình thấy một người nào đó mà chớp mắt liên tục á thì thường á là người ta có một cái vấn gì đó làm cho người ta bị stress, làm cho người ta cảm thấy có chuyện gì đó mà rối loạn lắm. Thì bạn có thể hỏi người ta, hoặc là đừng có ép người ta vô trong đường cùng, lấy hai ngón tay chọc vô mắt người ta chưa, đừng có làm như vậy, ác nghiệt lắm. Còn nếu mà người ta mà nói chuyện với bạn, các bạn mà người ta cứ nhiêu mắt như vậy thì có thể là người ta đang nghi ngờ bạn. Còn tôi mà nhiêu mắt như vậy á là tại vì tôi đang nghi ngờ mấy bạn, không biết mấy bạn đã tới cái tiết mục bấm subscribe, bấm nút cái chuông và bấm donate cho những cái kênh kiến thức hay ho như vậy chưa. Bạn nói bạn làm rồi đúng không? Có chắc không vậy? Có chắc không vậy? Nếu mà con mắt của người ta mà cái tròng đen nó mở rộng ra thì có nghĩa là người ta đang hứng thú với cái chuyện bạn đang nói, hoặc chỉ đơn giản là người ta hứng thú với bạn cho nên người ta mới như vậy. Thì thường mấy thằng trai ngồi nói chuyện với mấy nhỏ con gái là tự động mắt nó bự ra tương đương với lại cái tỷ lệ của cái tâm hồn của cô đó. Tâm hồn của cô càng bự thì mắt của thằng đó nó càng bự, và cái khác nó cũng bự nữa. Nhưng mà tôi không có nói trong cái clip này được, tại vì nói như vậy á nó sẽ làm cho cái clip này nó mang tính khác biệt. Nó không còn là một clip nói về cái chuyện mà những cái dấu hiệu giúp cho chúng ta biết con người đó là người như thế nào nữa. Cho nên ánh mắt là cái thứ ba cần phải để ý. Còn cái thứ tư là gì? Đó chính là cái tài khoản Facebook của một người đó. Thật ra cái này nó cũng là một điều đương nhiên thôi. Thời đại bây giờ mà ai mà không có Facebook, ai mà không đem cuộc sống của mình lên trên Facebook, đúng không? Nhưng mà đừng nghĩ là bạn nhìn lên trên cái Facebook đó là bạn có thể hiểu được họ nếu mà bạn dựa vào những cái họ đưa lên. Cái mà bạn cần nhìn vào một cái Facebook của một người nào đó là cái cách mà họ giới thiệu họ với thế giới. Thường một người từ đầu tới cuối chỉ toàn là post cái hình mặt của họ thôi, kèm theo những cái caption bá lá bơ xàm á, thì cơ bản là họ cảm thấy họ đẹp, họ cảm thấy họ là tuyệt vời quá, hoặc là họ chỉ đơn giản là họ đang bán họ. Cái món hàng đó chính là họ thôi, để cho mọi người biết là tôi xịn nè, tới mua đi, come buy me. Có những người mà người ta chia sẻ những cái câu nói mà nghe có vẻ sâu xa, nghe có vẻ hay ho, nhưng mà bạn biết ở ngoài đời thằng đó sống rất là chó đẻ. Vậy thì thật sự thằng đó nó là một thằng chó đẻ, nhưng mà nó chỉ giả bộ vậy thôi, đại loại như vậy. Những cái đó đòi hỏi bạn phải tiếp xúc càng nhiều thì bạn sẽ dần dần cảm thấy rút ra được cái mẫu số chung của những cái kiểu người như vậy, là người ta thường hay xài Facebook kiểu như vậy. Giống như bây giờ có nhiều anh bạn cứ lên nói đó, những cái cô mà có Facebook theo kiểu hoa rơi cửa Phật rồi vạn sự tùy duyên thì là những cái cô mà ngành đấy mấy bạn. Nó cũng có phần rất là đúng, tại vì nhìn vô một cái là biết liền à. Nhưng mà tạm thời tôi sẽ không nói ở trong đây. Tôi muốn kể cho các bạn nghe. Có một cái bạn đó, tôi thấy Facebook của bạn khá lâu rồi. Bạn đó bạn làm giáo viên hay là giảng viên hay là gì đó. Những cái Facebook, những cái status của bạn viết á, nó luôn khó hiểu. Tức là nhiều khi chỉ đơn giản là hôm nay là bạn ăn cái bánh mì thôi, nhưng mà bạn viết này nè: buổi sáng sự đói cồn cào làm cho tôi suy nghĩ. Có khi nào một lượng tinh bột kèm theo một số thịt và các loại rau răm nhất định có thể làm cho dạ dày của tôi qua cơn đói lòng này hay không? Tao đó chỉ cần ghi đơn giản là tao thèm bánh mì, tao muốn ăn bánh mì thịt quá. Nhưng mà không có ghi vậy, mọi cái vấn đề của bạn đều ghi một cách rắc rối. Tôi cảm thấy bạn này là một cái bạn mà thuộc dạng khoe khoang. Tại vì ý như là bạn là làm giảng viên, bạn xịn lắm, cho nên mọi cái bạn đều có thể nhìn từ một góc độ mà rắc rối hơn người bình thường. Người bình thường không nhìn được có cái nhìn của bạn đâu. Nhưng mà tôi đã nói trong một cái clip khác, thì tôi cũng không nhớ là clip nào. Các bạn có thể coi lại cái clip mà trưởng thành đi. Có lẽ là trong clip đó đó, thì tôi có nói là cái dấu hiệu của một người mà có kiến thức á, là người đó sẽ luôn giải thích một vấn đề khó hiểu theo một cách vô cùng đơn giản cho những người khác, ai cũng hiểu được hết. Còn những người mà không hiểu gì cả, không biết gì cả,
thì thường á cố gắng làm cho nó rắc rối cái vấn đề lên thôi. Đó là cái tôi muốn nói với các bạn. Nhìn qua cái tài khoản xã hội của người ta, cái tài khoản Facebook của người ta, con người ở trên mạng của người ta, thì mình cũng phần nào hiểu được về cái con người đó, con hiểu như thế nào. Đó là do cái kinh nghiệm sống của các bạn. Các bạn gặp càng nhiều người, coi Facebook của càng nhiều người, thì các bạn sẽ trở thành một người vô cùng rảnh rỗi. Suốt ngày ngồi coi Facebook của người ta đi nói chuyện với người này người nọ không à. Trời không hiểu người như thế nào nữa. Rảnh quá thôi bấm subscribe rồi bấm donate cho anh Dưa Leo gì những cái kiến thức hay ho này đi. Còn chờ gì nữa, làm đi. Công nhận mình mới nớp dễ sợ. Vậy mình cũng nhét được vô cái khúc đó nữa. Nhưng mà cũng hay chứ, mình đem lại những kiến thức hay ho mà các bạn làm vậy là đúng rồi. Chứ còn gì nữa, đúng không? Đây cũng là một dấu hiệu mà các bạn nên cân nhắc khi mà tính làm bạn với một ai đó. Đó là người đó có cái thói quen nói xấu người khác hay không. Nếu mà họ thường xuyên nói xấu người khác với bạn á, thì có nghĩa là rất có khả năng họ cũng nói xấu bạn với người khác mà bạn không biết á. Đó là một cái thói quen thuộc dạng giống như là bản tính rồi. Tôi thường mà tôi nói chuyện với người nào đó thì tôi hay để ý tới những cái đó. Chẳng hạn như một người nào đó vừa mới chia tay với bồ, lên Facebook hay là gì đó chửi bồ như điên, xong rồi này nọ ABCD. Những người như vậy á, nếu mà mình có ý định mà tiến tới một mối quan hệ tình cảm mà các bạn nghiêm túc với họ, cần phải đánh giá lại cho thiệt kỹ là thực sự là mình có muốn đến với người này thực sự hay không. Vì nếu lỡ mà chuyện mà nó tốt thì không sao, nhưng mà lỡ chuyện nó không tốt thì mệt lắm à. Mệt lắm á. Cái kế tiếp mà các bạn có thể để ý, đó là để ý khi mà người khác từ chối họ thì họ sẽ phản ứng như thế nào. Họ sẽ phản ứng như là một người lớn, tức là ok, nếu mà anh không đồng ý với tôi thì cũng được. Mỗi người có một cái ý kiến cá nhân. Người ta tranh luận với bạn dựa trên sự cơ bản gọi là thấu hiểu và cảm thông. Bạn không đồng ý với tôi, nhưng mà tôi với bạn cũng không có phải nhất thiết là chuyển qua chửi thề, chửi đâm mà mày đâm mà tao, hay là mày có biết bố mày là ai không, đại loại như vậy. Còn nếu cái người đó khi mà bị phản ứng, mọi chuyện không có đi theo ý họ mà họ phản ứng như là một đứa con nít vậy đó, thì thường mà những người như vậy rất khó để mà mình có thể có một mối quan hệ, dù là quan hệ tình cảm hay là quan hệ bạn bè, như là những người trưởng thành được. Tại vì mấy người đó thực sự ra họ chưa có trưởng thành về cái mặt xã hội và chưa có trưởng thành về mặt cảm xúc. Những người như vậy rất là mệt khi mà nói chuyện với họ ha. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với các bạn ở trong cái clip này. Con người của chúng ta thực ra nó rất là rắc rối. Nó không phải đơn giản là 1+1=2, tức là có một con mắt như vậy là thằng này nó là một kẻ xấu xa, đê tiện hay là gì hết đó. Nó không có giống như những cái cuốn sách xem tướng, những cái trang giấy mà hình vẽ xem tướng ở trên mạng mà nó lan truyền kiểu vậy đâu. Con người nó khác hơn rất nhiều. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể phần nào hiểu được một người nào đó thông qua cái ngôn ngữ cơ thể của người đó, thông qua cái cách mà người đó muốn cho thế giới thấy họ ở trên mạng, và thông qua những cái cách mà họ đối xử với người khác. Những cái đó nó sẽ trở thành của bản năng của bạn khi mà các bạn quan sát và các bạn rút ra kinh nghiệm, đối chiếu với những gì mà mình nghe được, mình thấy được, thì dần dần nó sẽ trở thành một thứ giống như là bản năng của bạn vậy đó. Và đó là lý do vì sao những người lớn á, thường hay nhìn người nó chính xác hơn là những đứa trẻ. Tại vì họ già rồi, họ nhìn nhiều người lắm rồi, họ thấy cái kiểu như vậy là nó thường như vậy, thấy cái này thường như vậy. Ông bà rút ra những cái câu mà như mà trong mặt bắt hình dong, và cái câu mà tâm sinh tướng á, nó khá đúng, với điều kiện là nó phải đi cùng với nhau vào những thời điểm nhất định, chứ nó không phải kiểu như là mắt hí là nhìn là xấu xa. Không phải vậy. Cứ mặt đẹp là tự động cái đứa đó nó phúc hậu. Không phải vậy. Nó tốn nhiều hơn thế, và thường những cái đó đến từ kinh nghiệm sống ha. Coi tới đây thì chắc các bạn cũng biết tính nói gì rồi, đó là các bạn hãy bấm subscribe, bấm nút cái chuông và donate cho những cái kiến thức hay ho này đi. Thực ra những cái như vậy các bạn có thể rút ra sau khi các bạn đọc rất nhiều tài liệu ở trên mạng. Nhưng mà là một đầu bếp món ăn tinh thần, tôi đã làm cái việc đó thay cho các bạn rồi. Tôi nấu nướng, tôi xào lại, tôi làm một cái clip ngắn gọn như vậy để các bạn coi xong, các bạn có thể rút ra được. Không phải rút ra mà là các bạn có thể ăn một cái món ăn, xong rồi các bạn sẽ có được những cái kiến thức gần giống như mấy chục năm sống trên đời này của tôi vậy. Thì còn chơi gì nữa mà không donate, đúng không? Nụ cười rất là tuyệt vời. Đã đến phần đọc comment rồi. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã, đang và sẽ donate cho tôi qua các kênh như là Patreon, Venmo, Momo, PayPal, VCB. Bởi vì điều đó cho thấy rằng các bạn đang trân trọng những gì tôi đang làm bằng một hành động thực tiễn, đó là tiền. Chính các bạn là nguồn động lực cho tôi làm tiếp tục những cái clip như vậy.
Mặc dù cũng có nhiều bạn không donate, có nhiều bạn thì buông lời còn nặng hơn nữa là tao đã coi clip ủng hộ mày rồi, mày còn đòi tiền bạc gì nữa. Thì cái đó tôi có giải thích rõ ràng trong cái clip donate là gì, các bạn coi lại sẽ hiểu. Nhưng mà tôi sẽ nói ngắn ở đây một phần, nó đơn giản như vậy nè. Các bạn đã bao giờ đi vô một cái quán ăn, ăn xong người ta tính tiền, các bạn nói ủa tôi ăn tôi ủng hộ ông rồi, ông còn đòi tiền gì tôi nữa, sống kiểu gì kỳ cục vậy? Các bạn có thấy cái sự vô lý ở trong đó không? Cái của tôi làm nó là những món ăn tinh thần, cho nên mình ăn mình trả tiền, đó là điều đúng đắn nhất. Còn nếu mà các bạn không làm thì cũng không sao, tại vì tôi đâu có chạy tới nhà các bạn bắt được. Cái đó tất cả chỉ là ở sự tự giác mà thôi. Và trước tiên tôi muốn cảm ơn những bạn đã donate cho tôi qua trang patreon.com/dưa leo nè. Bởi vì các bạn chính là những người trả lương tháng cho tôi. Các bạn thấy hay không? Bây giờ phát triển công nghệ tới mức mà bạn có thể trả lương tháng cho một người làm những điều mà các bạn cảm thấy thích và phù hợp với những gì mình cần nữa chứ. Tuyệt vời quá. Thì những người đó là ai? Tôi xin đọc tên. Đó là bạn Nguyễn Thiên Tùng, bạn NL, bạn Uncle Wong, bạn Bình Design nè, bạn Toàn Lương, bạn Huy Nguyễn, bạn Hải Trần, bạn Tiên Thanh Nguyễn, bạn Tùng Phan, bạn Phương Đỗ, bạn Ân Hồ, bạn Kevin, bạn Thịnh Huỳnh và bạn Phương Vi Lê. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bởi vì nhìn cái list mà Patreon mà tôi mỗi ngày mà nó lên đó là tôi cảm thấy rất là vui. Nói chung lương tháng lên ai không vui đúng không? Người tôi nó tiền bạc lắm, nhưng mà cái đó tôi cảm thấy nó rất là hay. Tại vì hồi xưa không hề có những cái như vậy, giờ nó có cái này rồi, thành ra chúng ta rõ ràng có thể là đưa ra một cái thông điệp rõ ràng, đó là tôi muốn coi cái gì tôi sẽ trả tiền cho những người làm ra những thứ đó. Mấy bạn đừng có kiểu mà làm đài xong rồi suốt ngày cứ bắt tôi phải coi cái đống mà tôi không thích coi, tôi phải coi nó, xong rồi các bạn quảng cáo vô trong đó, cái đó không có. Còn bây giờ mình có thể đưa ra được một thông điệp rõ ràng là những gì tôi muốn, anh làm những thứ tôi thích, là tôi làm cho anh giàu lên, làm cho anh khỏe hơn, cuộc sống tốt hơn. Thành ra lúc đó sẽ có càng có nhiều người, người ta nói ok, vậy thì việc gì mình phải làm những cái thứ bá lắp ba xàm, những thứ giả chó, những thứ nằm trong quan tài, hay là những cái game show nhảm nhí, hay là suốt ngày hát hòm lum. Bây giờ mình chuyển qua mình giúp cuộc đời, cũng có người người ta thấy, người ta ủng hộ cho mình. Vậy thì mình làm cái việc mà người ta cảm phục mình thì nó hay hơn là làm những thứ bá lắp ba xàm, đúng không? Đó là cái cách mà các bạn thay đổi thế giới đó. Cảm ơn các bạn. Còn đây là phần comment của những bạn đã donate qua Momo, qua Venmo và qua PayPal, và cả phần comment trái chiều nữa. Nhưng mà trước tiên là comment những người mà cùng chiều đi đã ha. Thì bạn gửi qua Momo, bạn nói anh có thể làm clip về lịch sử cội nguồn người Việt được không anh? Thế em nghĩ nếu muốn thay đổi thì phải hiểu được mình là ai đã, không cần đọc tên em, cảm ơn anh. Chết cha, lỡ đọc tên em rồi. Thôi gà, khúc này nhớ che cái khúc tên đó lại nha, bíp bíp lại giùm anh. Như vậy nè, đó cũng là điều anh đang muốn làm. Lịch sử của Việt Nam á, thực ra mà nói á, lịch sử nó rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta đến từ đâu, những người đi trước chúng ta là ai, họ đã làm gì để có cái đất nước của chúng ta như ngày hôm nay. Những cái chuyện đó nó vô cùng quan trọng á em à. Mình có thể nghĩ là ôi chuyện người chết mấy trăm năm rồi liên quan gì tới mình nữa, nhưng nó giống như là một căn nhà mà không có móng, nhà không có gốc thì không thể nào mà đi lên mà vững chãi được hết. Em mà không hiểu được về cội nguồn của em á, thì em sẽ không cảm thấy tự hào và không cảm thấy là mình cần phải có trách nhiệm với những gì mà cha ông đã để lại. Mấy em biết tại sao mà mình á, mình thích những cái đồ của Ý, thời trang của Ý nó quá đã, nó đẹp vậy? Là biết tại sao không? Tại vì nước Ý á, là một cái nước mà có truyền thống từ lâu đời rồi. Từ thời mà phục hưng á, là bao nhiêu cái kiến thức, rồi bao nhiêu những cái tinh hoa của nhân loại nó tập trung ở đó. Nếu mà dân Ý mà nó không học sử Ý, nó không hiểu được những cái đó, thì bây giờ chúng ta sẽ không có những cái túi Gucci, tất cả những cái thứ đồ mà xịn xịn như vậy đâu. Quá khứ nó quyết định hiện tại và tương lai. Một dân tộc nào mà không hiểu rõ về quá khứ của mình thì dân tộc đó thực sự là tương lai và hiện tại nó rất là bấp bênh. Anh sẽ làm những cái đó mà từ từ thôi. Tại vì thực sự á, lịch sử của chúng ta nó có rất là nhiều đoạn trống trơn. Nếu mà các em cũng thấy trên báo VN Express hay gì, cái người ta nói bắt đầu là chiến tranh biên giới Trung Quốc. Nhiều đứa nhỏ, ủa sao tự nhiên chiến tranh biên giới là gì? Trong chương trình học không có. Rồi còn sau năm 75 rất nhiều người đi vượt biên, tại sao họ đi vượt biên? Cũng không có luôn. Rồi rất nhiều những khoảng trống trong lịch sử mà chúng ta không biết. Thành ra để mà moi lại những cái đoạn trong khoảng trống đó, nó rất là khó, rất là mệt. Nhưng mà anh sẽ cố gắng. Cũng có nhiều channel lịch sử lắm, thì mấy em hiện tại có thể đi coi mấy channel đó trước. Nhưng anh sẽ cố gắng truyền đại những cái chuyện đó ha.
bạn Vũ Thị Nguyệt Quế. Anh Leo ơi, em và năm con gái 5 tuổi đã hú hét khi anh đọc tên em. Haha, chúc anh và gia đình sức khỏe nhé. Thì anh mới đọc lại một lần nữa đó, thì chắc em cũng hú hét dữ lắm không? Bạn Phạm Tuấn Cương, cảm ơn anh Leo vì cuốn câu chuyện nhỏ trong thế giới lớn anh giới thiệu cách đây nhiều năm, và cả các clip kiến thức và cách kể chuyện dí dỏm của anh. Cái cuốn mà câu chuyện nhỏ trong thế giới lớn đó, nó là tiếng Anh của nó là A Little History of the World. Thì cái clip mà tôi làm là con clip về lịch sử hay là gì tôi cũng không nhớ rõ cái tựa nữa, nhưng mà đừng lo, cái chuyện đó là cái chuyện của gà editor bỏ vô nha em. Rồi thì về cái phần này á, cái cuốn sách đó bây giờ hình như nó tái bản lại với một cái tên khác rồi, thành ra mấy em có thể kiếm cái cuốn đó mà coi. Nhưng mà tốt nhất là mấy em nên đọc tiếng Anh, tại vì nó sẽ rất hay. Ngôn ngữ mình đọc bằng cái tác phẩm nào mà từ ngôn ngữ đó thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Anh cũng đọc là anh hay đọc bằng tiếng Anh không à. Bây giờ là bạn Nguyễn Trần Tiến Đạt, xem clip quên tắt 4G mất 300.000 tiền internet. Thả donate cho anh Leo còn hơn bị teo hút máu. Nghe cũng có phần lắm chứ bộ. Phần comment trái chiều quá đỉnh, xem xong donate liền. Thanks anh. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn em vì những cái đó. Phần comment trái chiều hồi như là một cái phần được rất mọi người rất là mong đợi á. Thành ra anh sẽ cố gắng, mặc dù thiệt ra thì nếu mà comment trái chiều riết là tụi nó nói có mấy cái à, nó cứ chửi cái tai của anh không mà tật tai tật não coi như nó nói hoài á. Thành ra giờ cũng khó kiếm comment trái chiều lắm. Đọc đi đọc lại thì cũng mệt, nhưng mà anh sẽ cố. Bạn Phùng Xuân Lộc, những clip của anh giúp em lạc quan, tự trọng và tin tưởng vào bản thân mình thêm nhiều. Em là sinh viên nghèo, lâu lâu rủng rỉnh mới donate được cho anh chút đỉnh. Không sao, em có thể donate kiểu như vậy, hoặc là em donate mỗi ngày. Mỗi ngày em donate 10.000 cũng được, tháng là em donate được 300.000 rồi, đúng không? Nó giỡn chứ. Ok, muốn donate bao nhiêu cũng được, nhiều thì tốt, mà ít thì cũng có cũng được ha. Cảm ơn em, cái lòng là được. Bà Nguyễn Thanh Lâm, cảm ơn anh vì nhiều clip hay, chúc anh nhiều sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống. Cái này là phí để trưởng thành hơn chứ không phải donate nha anh. Ok, phí trưởng thành thì phải trưởng thành liên tục nghe chưa, mỗi ngày trưởng thành chứ không phải trưởng thành một lần rồi dừng lại. Còn đây là những cái từ bên PayPal. Bạn Phong Nguyễn, cảm ơn bạn về những kiến thức bổ ích cho người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn Phong Nguyễn, tại vì bạn đã thấy kiến thức của mình là bổ ích. Có nhiều người vô nói thằng này suốt ngày chỉ có lấy ở trên mạng xào nấu lại chứ làm gì. Thì các bạn à, các bạn nói đúng, nhưng mà các bạn không hiểu được một cái chuyện là tất cả những món ăn mà chúng ta đang ăn mỗi ngày thực sự nó cũng chỉ là những thứ hành, tiêu, tỏi, ớt rồi bún riêu như bình thường thôi. Nhưng quan trọng nhất là nếu không có người đầu bếp đó thì cái món ăn đó nó sẽ không ngon. Tất cả những kiến thức mà tôi làm trong clip của tôi nó đều là những kiến thức từ internet, cũng giống như các bạn, những gì các bạn biết là đều do một ai đó dạy lại cũng từ internet tới thôi. Nhưng cái cách truyền thụ, cái cách chuyển tải cái nội dung và làm sao cho chắc lọc mà nó đơn giản dễ hiểu mà nó lại vui vẻ nữa, đó là nằm ở cái khả năng, ở chất xám của người đầu bếp. Tôi là một đầu bếp tinh thần. Những người khác người ta nấu món ăn thì người ta là đầu bếp món ăn bình thường, tôi là đầu bếp tinh thần. Tôi làm những món như vậy nó rất là quý, chứ không phải là các bạn nghĩ ơi chỉ có copy xuống chứ có làm gì đâu. Nếu các bạn nghĩ dễ vậy các bạn có thể thử làm giống tôi xem có ai coi không ha. Nó cũng giống như trong lớp có thầy cô dạy hay, có thầy cô dạy dở, vậy mà giống như là chích thuốc mê vậy đó. Thì đó cũng kiến thức từ trong cuốn sách ra thôi. Bạn Minh Nguyễn, hồi đó em có viết email mời anh về Vũng Tàu diễn, nhưng rất tiếc anh đã chưa bao giờ trả lời. Ta lạc mất nhau từ đó. Trời, nghe tới khúc này tự nhiên thấy nước mắt chảy ra ròng ròng luôn vậy đó. Một mối lương duyên. Thôi kệ, nhìn thấy con số này thấy cũng vui vui rồi. Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ có thể đi khắp đất nước này để mà biểu diễn. Nhưng mà chắc còn lâu cũng khó lắm, tại vì báo chí giờ ghét anh mà TV cũng không muốn đưa anh lên nữa. Mệt lắm, buồn lắm. Rồi anh Tuấn Lê, clip hay quá anh ơi, phải chi thằng Tèo nhà em giỏi giang như một phần của anh thì tốt quá. Thì cảm ơn em. Thực ra anh nói với em nghe, trên đời này á, có thể một ngày nào đó thằng Tèo của em nó sẽ giỏi hơn anh. Anh cũng mong cái chuyện đó nó xảy ra nữa. Tại vì nếu mà mỗi một cái thế hệ lại giỏi hơn thế hệ đi trước thì đó là một cái vô cùng mà là may mắn và hạnh phúc của một dân tộc đó mấy em. Chứ nếu mà em thử tưởng tượng đi, nếu mà những người đi trước luôn giỏi còn những người đi sau luôn dở hơn những người đi trước, vậy có phải là đất nước nó càng lúc nó càng lụng bại không? Chúng ta luôn phải nghĩ rằng giáo dục là phải làm sao để cho lớp sau phải mạnh hơn, phải giỏi hơn lớp trước. Tại vì như vậy đất nước nó mới phát triển được. Và anh cũng hy vọng là vậy. Tất cả những bạn mà coi clip của anh ngày hôm nay, một ngày nào đó sẽ giỏi hơn anh, dùng chính những cái kiến thức của anh để có thể tạo ra được sự thay đổi mạnh mẽ hơn anh. Anh bây giờ chỉ là giống như là người đốt lửa dẫn đường thôi. Anh không có nói là anh có khả năng là đốt một cái đám lửa lớn, nhưng những người sau này dựa trên những cái đó người ta sẽ đốt được nguyên cháy sáng cả một khu rừng tăm tối luôn. Thì chuyện đó chính là điều anh đang mong muốn. Và đó cũng là lý do anh làm những cái clip như vậy nè. Chứ không phải là anh rảnh háng làm chơi đâu. Thực ra anh làm cũng vậy, gì làm clip mà kiến thức thì nó cũng có tiền, sống được thoải mái lắm. Phải có thật mới bật được đạo chứ đúng không? Cảm ơn Tuấn Lê. Còn đây là Venmo bạn Hạnh Hoàng, mời anh Leo một bữa sáng, sức khỏe và có thêm nhiều clip hay hơn hiện thời nữa nhé. Thank you anh. Cảm ơn em, đó cũng là điều anh mong muốn.
Bạn Tuyết Phương Nguyễn, cảm ơn bạn về những clip mình đăng clip Q&A số 8, chúc bạn luôn khỏe. Thì cảm ơn bạn, Q&A là gì? Là cái phần mà trả lời á. Tức là luôn là cái phần trả lời mà clip mà trái chiều ở cuối, sau mình sẽ cắt ra làm một clip riêng để cho mọi người lấy. Thì tùy thường những cái câu trả lời, những câu hỏi đó là những cái câu hỏi mà của mấy đứa trẻ, những câu chửi của những đứa trẻ cửa miệng, thành ra lấy ra để làm. Thì hôm nay cũng vậy, cái phần mà câu hỏi mà câu trả lời mà trái chiều á, anh cũng sẽ cắt ra. Nhưng trước tiên coi nó trong clip này đi cho nó hấp dẫn ha. Và bây giờ đã tới phần trái chiều. Và đây không phải là comment trái chiều, nhưng đây là comment của những bạn sau khi coi xong cái clip mà đừng xem ròm của tôi các bạn nói. Thì comment của bạn nói như vậy nè, bạn Tam Mignon: hai anh dây leo, em hiểu ý anh muốn truyền tải, nhưng em thấy dù khán giả không đi coi phim thì cục điện ảnh cũng không bị ảnh hưởng gì. Trong khu cục điện ảnh chính là cái thằng bóp méo nội dung bộ phim, có thể chỉ có đoàn làm phim bị mất doanh thu thôi. Đi xem phim là vì muốn ủng hộ tinh thần của anh Thanh Huy, phim thì cũng đã công chiếu rồi, cục cũng mãn nguyện rồi, bà con đi xem hay không chắc nó cũng không care lắm. Thực sự á, đây không phải là một ý kiến cá trái chiều, mà đây là một ý kiến của những bạn còn trẻ. Hồi anh còn nhỏ anh cũng nghĩ y chang như mấy đứa vậy á. Ok, mình phải ủng hộ người ta, có chuyện gì thì mình phải lên tiếng giùm ta để cho thay đổi. Thì thực sự á, mấy em suy nghĩ như vậy là còn rất nhỏ. Để anh giải thích cho nghe nha. Nó là như vậy: cục điện ảnh, các nhà làm phim, các nhà quản lý đất nước này đều sống bằng tiền của người dân. Người dân đóng thuế để nuôi bộ máy nhà nước, thuế đó trích ra để nuôi cái cục điện ảnh. Người dân bỏ tiền ra mua vé xem phim, nuôi đoàn làm phim, tiền của người dân hết. Cho nên chúng ta có thể tạo được sự thay đổi chính bằng cái khoản tiền đó. Vô cùng đơn giản vậy thôi. Khi mà một bộ phim dở, chúng ta không đi coi. Các nhà làm phim nhìn vào doanh thu, người ta sẽ thấy: ok, khán giả nói phim như vậy người ta không muốn coi, lần sau tôi không làm phim như vậy nữa. Một bộ phim bị cắt xén, đầu đuôi tai nheo không hiểu gì hết, mình không đi coi, các nhà làm phim sẽ nói với cục: anh cắt cái phim của tôi như vậy thì không có ai coi, anh làm sao coi cho được đi nghe chưa. Lần sau cục trước khi cắt phải suy nghĩ, phải này nọ. Tại sức ép nó đến từ đồng tiền, nó là một sức ép vô cùng mạnh mẽ. Các em à, trên đời này cái gì mà động tới cái túi tiền á, nó cũng tạo ra thay đổi hết trơn á đó. Nhớ hồi còn nhỏ mình đi học không, ba mẹ nói con mà còn hư ba mẹ cướp tiền, tự động mình thay đổi liền. Lớn lên đi làm cũng vậy, em còn đi trễ phạt tiền, tự động không dám đi trễ nữa. Mọi thứ trong xã hội, mình chỉ cần dùng cái biện pháp đánh thẳng vào túi tiền là tạo được thay đổi rồi. Còn nếu mà mấy em vẫn nói là mình tạo thay đổi bằng cách gửi những tâm thư, gửi những cái gì á, nó không có tác dụng gì đâu. Mấy em thấy mấy cái phim hài nhảm mà ra rạp ngày Tết không? Lúc nào cũng bị chửi hết trơn hết á. Nhưng năm nào cũng có phim hài nhảm ra rạp hết. Tại vì những nhà làm phim, người ta nhìn vào cái doanh thu, người ta thấy rõ ràng. Chửi thì chửi, nhưng tiền vẫn vô rất nhiều. Vậy thì việc gì mình phải dừng lại, cứ tới Tết là mình làm hài nhảm thôi. Tại vì mình biết Tết tụi nó không có biết đi đâu hết trơn, đâu có đóng cửa hết. Vô rạp chiếu phim, không có phim này phải coi phim kia, cuối cùng nó cũng coi phim của mình nè. Mình vẫn có tiền nó chửi kìa. Và đó là lý do vì sao phim Việt Nam rất nhiều phim dở. Từ trước tới giờ anh luôn thực hiện phương châm của anh: phim dở anh không coi, bất kể đó là phim nước nào đi nữa. Phim dở là không coi, anh coi review của những người mà anh tin được, xong rồi anh quyết định là anh đi coi phim hay không đó. Tại vì chính cái đồng tiền của anh nó sẽ đưa thông điệp rõ ràng nhất. Dĩ nhiên những người như anh rất là ít, cho nên phim hài nhảm vẫn ra rạp một đống. Và anh hy vọng là một ngày nào đó các em cũng sẽ dùng cái phương pháp giống như anh. Đó là phim nhảm không coi, phim dở không coi, phim bị cắt không coi, tự động sẽ có thay đổi liền. Anh dám cá với mấy em luôn. Bởi vì khi không có tiền, người ta sẽ phải thay đổi. Còn nếu mấy em vẫn tiếp tục mua vé để ủng hộ thì nó cũng sẽ không có gì thay đổi đâu. Tại vì cục nó: ok tao cắt rồi đó, nhưng mà mày cũng vẫn ăn được 40-50 tỷ đúng không? Vậy thì sao? Vậy thì việc gì lần sau tôi cũng vẫn cắt. Vậy thôi. Còn những nhà làm phim thì sao? Vậy thì bây giờ mình sẽ chuyển qua làm hài nhảm đi cho nó đỡ mất công. Tại vì phim đó cũng làm 8 năm mà cuối cùng được 30 tỷ. Còn giờ đám hài nhảm nó cứ sòn sòn, cứ nắm ràng bộ à, mà nó ăn lần nó cũng 40-50 tỷ. Vậy làm hài nhảm cho rồi. Đó là lý do vì sao anh muốn nói là hãy lên tiếng bằng túi tiền của mình. Ngừng đi coi phim dởm, ngừng đi coi phim nhảm, ngừng đi coi phim bị cắt xén. Đó là thông điệp, vô cùng đơn giản vậy thôi. Còn nếu mà các em nói là dù sao cũng có công sức người ta thì mình phải đi ủng hộ chứ, rồi sau đó rồi mình hãy gửi thư riêng cho cục hay là gì đó, thì vấn đề nó là như vậy nè. Trước tiên á,
nếu mà mấy em đi ra ngoài ăn ở một cái quán mà quán đó nó làm đồ ăn vô cùng dở, thì mặc dù ông chủ ổng kể cho mấy em nghe là tôi thức dậy từ 3 giờ sáng đó, nhân viên của tôi lại chạy quần quật từ hồi đó tới bây giờ luôn á, khổ lắm mấy anh ơi, thì mấy em sẽ phản ứng như thế nào? Nhưng mà tô hủ tiếu của ông dở mà, có nghĩa là lần sau tôi không tới ăn nữa. Vậy thôi, đơn giản vô cùng. Điều đó mới làm cho ổng thay đổi. Tại vì ổng dù có thức, ổng có khổ cỡ nào đi nữa, nhưng mà sản phẩm ổng làm ra dở thì không có việc gì tôi phải ủng hộ anh hết trơn á. Đơn giản như vậy thôi. Chính vì cái hành động của mình nó mới làm cho người ta thay đổi. Còn cái chuyện mà gửi thư mà cho cục hay gì á, chuyện đó không phải là chuyện của những người mà đi coi phim. Mình đi coi phim là mình giải trí, mình vô quán ăn là để mình ăn, xong rồi mình trả tiền cho món ăn. Chứ ăn xong cái ông chủ quán đó, quán của tôi dở là tại vì cái ông chủ tòa nhà, ông đòi tiền này nọ, rồi ông đe nẹt, ông quýnh cho tôi, ông nhổ nước miếng, ông nhục mạ tôi dữ lắm, rồi ông ăn bớt cái phần tiền thịt ở trong cái tô của tôi. Trời ơi, tôi khổ lắm. Ok, chuyện đó là chuyện của anh, hiểu không? Không phải là chuyện của tôi. Nếu tôi đi ăn xong rồi tôi còn phải chạy tới tôi nói chuyện với ban quản lý tòa nhà giùm anh, ủa vậy rốt cuộc tôi thuộc dạng là giống như là ba hay là má anh rồi, chứ đâu phải tôi là khán giả nữa hay là khách nữa. Tôi đi ăn là tôi chỉ cần biết anh bưng cái tô ra, món ngon thì tôi ăn tiếp, còn món dở thì lật một lần thôi, không có bao giờ mà tôi đi lại lần nữa hết. Đơn giản vậy thôi. Chính anh mới là người phải làm việc với cái ban quản lý tòa nhà, chính những nhà làm phim mới là người làm việc với cái cục điện ảnh, chứ không phải khán giả. Khán giả chúng ta chỉ có thể bỏ tiền mua vé coi phim, và quyền lực của chúng ta nằm ở ngay chỗ đó. Chúng ta tạo được thay đổi cũng nằm ở đó thôi. Không cần phải làm gì thêm hết. Phim dở không coi, phim hài nhảm không coi, phim bị cắt xén không coi. Thì chính những cái đó nó sẽ tạo thông điệp để cho những nhà làm phim phải làm phim hay hơn, phải bỏ phim nhảm đi và phải nói chuyện với cục điện ảnh, tạo sức ép để sau này những cái tình trạng mà cắt cúp tầm xàm bá láp như vậy nó không xảy ra nữa. Đơn giản vô cùng như vậy thôi. Mấy em đã hiểu một cái sự kiện đơn giản như vậy chưa?